không nấu đâu nha, cái này khó nấu lắm. Thiệt á, không nấu. Khỏi cần nấu nướng cũng làm được chục hũ Banacotta chỉ với 100k, quá đơn giản luôn. Bao bì đóng gói khá là kỹ càng, shop còn tâm lý cho thêm cả hướng dẫn sử dụng luôn nha mấy bà. Bên trong bao gồm một gói bột Banacotta, một gelatin, ba gói mứt và đường. Thôi không nói nhiều nữa, vô nấu luôn cho nó máu. Bước đầu tôi sẽ pha gelatin với nước ấm rồi chờ nó nở. Trong lúc chờ nở mấy bà đun sữa tươi không đường lên rồi cho bột Banacotta và đường khuấy đều. Ê mà không biết do nhiệt độ cao quá hay sao mà tôi thấy sữa cháy rồi nổi lùm bền lên trên cái nồi luôn á mấy bà. Phút này là hơi run run rồi đó, nhưng mà tâm vẫn niệm. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. Chờ nó tan hết thì mình tắt bếp rồi cho gelatin vào. Theo hướng dẫn thì mấy bà phải chờ nguội rồi mới đổ vào hũ nha. Lưu ý dùng tôi là mấy bà phải bỏ vô tủ lạnh chứ đừng cho vô ngăn đông nha. Thôi bye bye, chờ 8 tiếng rồi mình gặp nhau ha. Trời ơi nó kêu, lần đầu tiên làm mà tôi không ngờ nó thành công mỹ mãn vậy luôn á. Tôi thì tôi thích mứt kiwi với cái bụng tử nhất, còn mứt dâu thì nó hơi đặc một xíu. Anh ơi, vị mứt thì thơm, chua ngọt vừa đủ, còn Banacotta thì siêu béo luôn. Một set vậy là làm được tầm 20 hũ lận á, tính ra còn rẻ hơn ngoài bán mà nấu ở nhà còn an toàn nữa. Nói chung rất đáng xiên nha. Tao nói cái máy gì mà 10 người làm hết 9 người rưỡi thất bại rồi. Để coi này review tay tôi có làm nên cơm cháo gì không. Nói phải khen chứ sao nhìn giống chơi đồ hàng quá vậy ta. Xem qua giao diện em này thì tôi thấy khá là chỉnh chu, làm bằng thép không nghỉ, thiết kế ép hai đầu, tay cầm để ép, có luôn nút khóa cố định máy nha. Thôi nói gì nữa, búng tay cá chuẩn bị nguyên liệu thôi. Nguyên liệu cũng vô cùng đơn giản, mấy bạn chỉ cần chuẩn bị bột há cảo và thịt băm là ok rồi. Có kinh nghiệm từ những người đi trước thì tôi đã rắc thêm ít bột mì lên để máy dễ ép hơn. Rồi rồi, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là khúc này nè. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Ê, có đẹp quá không vậy kêu? Trời ơi, lần đầu hơi sơ suất tí thôi. Lần 2, lần 3 là ra miếng hóa cảo tròn trịa liền. Bị cái là phải để nhân ít thì mới ép ra xinh được á mấy bà ơi. Nhưng ai mà đi bán hóa cảo là tạo em này về làm á là thì lời quá trời lời luôn nha. Nói chung em cũng hơn sự mong đợi của tôi rồi. Để ở nhà lâu lâu chơi đồ hàng cũng vui. Cầm 100k đi mua máy bào đá mini để coi có làm nên cơm cháo gì không. Nói là máy mà vẫn vận động bằng tay người nha. Mấy bà có thấy cái tay quay quay không? Bên trong có lưỡi xay bằng thép không nghỉ, sắc lắm nha, nên đừng có ai chơi dại đứa cái tay vào là đi luôn đó. Nắp cũng hơi lỏng tay xíu nên mấy em nhỏ nhớ để ý nha. Em này được làm bằng nhựa, thiết kế khá là dễ thương. Tôi chỉ không ưng cái màu trắng dễ bị bẩn thôi. Này là ý kiến riêng nha, ai bắt bẻ là tôi quánh đó. Ngoài ra sắp còn tặng thêm cái khuôn đá. Bị cái tôi nôn xài quá nên không có dùng đá trong khuôn được, nên tôi tự dùng đá nhà làm luôn để coi có xay được không. Ổng bào đá mà tôi tưởng ổng bào tường. Gì mà rung đất rung bàn quá trời. Mà không biết do yếu nghệ hay sao mới đầu quay nó cứng dữ thần á, lay hoay mãi mới vô đúng điểm của nó mới xoay được. Ê mà đá xoay nhuyễn thật nha, nhìn không khác gì đá bào ngoài quán luôn. Bỏ thêm tí cà phê sữa vô nữa là đúng bài. Oh my god, nó ngon khủng khiếp. Oh my god, ngon lắm luôn. Ủa, sao nó không xài mà?